Truyền thuyết các thánh nữ công giáo. Truyện thứ 20, Mẹ Teresa, vị thánh của yêu thương và phục vụ, mừng kính ngày 5 tháng 9. Lúc đầu, tôi tin rằng đó là nhiệm vụ của tôi, là để chuyển hóa lòng người. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng tôi chỉ cần yêu thương mọi người, và tình yêu sẽ chuyển hóa người nào nó muốn. Vâng, đó là câu nói kinh điển của một vị thánh quá nổi tiếng ở thời hiện đại, một vị thánh sống trong thời đại chúng ta, nhưng thường không được gọi là thánh, mà là một chức danh thân mật hơn nhiều. Mẹ, dù danh xưng đầy đủ là thánh Teresa, thánh Calcutta. Vì mẹ Teresa sống vào thời hiện đại, chỉ cần vào Google, nhấp chuột và gõ tên là chúng ta sẽ có hàng loạt bài viết về mẹ. Vì vậy, người kể chuyện không có tham vọng và cũng không cần thiết phải kể lại tiểu sử của mẹ, chỉ điểm xuyến đôi dòng những điểm nhấn, những bước ngoặt của cuộc đời mẹ mà thôi, và một vài điều xảy ra sau khi mẹ đã qua đời. Tên thật của mẹ là Agnese Gomse Bonjasiu. Trong tiếng Albania, Agnese là Anne, Gomse nghĩa là chồi hồng. Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, thủ phủ của tỉnh Kosovo Vilayet, nay là thủ đô Cộng hòa Macedonia. Nhưng vì sao lại được biết đến với cái tên nổi tiếng Teresa thành Calcutta? Ngày 10 tháng 9 năm 1946, nữ tu Teresa, tên mẹ chọn theo chị thánh Teresa thành Lisa, hay là Teresa hay đồng Giêsu, thánh bổ mẹ các nhà thừa sai, đáp xe lửa đi Darjeeling, vùng phía tây Bengale, nơi xưa kia Teresa đã sống thời gian nhà tập đi tịnh tâm. Khi xe lửa đến ga thành phố Calcutta, vị nữ tu, cô giáo trường nội trú, nhìn thấy tận mắt cảnh từng đám đông người nghèo, người đau khổ thiếu thốn, nghèo khổ, bệnh tật, đuôi què, sống chen chúc phức vững ngoài đường. Những bà mẹ trẻ, bồng bế, cậu con không quần áo trên lưng, trên vai ăn xin ngồi phố xá. Thật là một cảnh hãi hùng thương tâm vị nữ tu trẻ tuổi Teresa. Tâm hồn vị nữ tu Teresa bồ hồi dao động vì cảnh tượng quá thương tâm như thế. Tâm hồn con mắt vị nữ tu Teresa càng mở ra to lớn hơn. Và nữ tu Teresa đã có quyết định quay ngược lại vơn kêu gọi, và chị đã cảm nghiệm được từ lúc còn ở quê nhà bên Albania. Muốn trở thành nhà truyền giáo, sống cho người nghèo khổ cùng cực bên Ấn Độ. Chính mẹ thánh Teresa sau này đã tâm sự, nói về quyết định quay ngược lại tận căn rễ của mình. Trong đêm hôm đó, mắt tôi đã mở ra, nhìn thấy cảnh thương tâm cùng cực của con người nghèo khổ, xấu số. Và tôi cảm thấy tận sâu thẳm sự gì là căn bản kêu gọi của tôi. Đó là tiếng gọi mới của Chúa nói với tôi, một ơn kêu gọi trong lòng ơn kêu gọi. Chúa kêu gọi tôi không được từ bỏ đời sống là nữ tu, nhưng hãy thay đổi nếp sống. Có thế mới phù hợp nhiều hơn với tinh thần phúc âm, với tinh thần truyền giáo mà Chúa đã ký thác ban ngự cho tôi. Tôi cảm nghiệm ra rằng Chúa muốn tôi bỏ nếp sống thanh bình yên lặng, tiện nghi nhà dòng của tôi, mà đi ra ngoài đường sống phục vụ những người nghèo khổ. Với tôi, sứ mạng đã rõ ràng. Tôi phải đi ra khỏi nhà dòng và sống với những người nghèo khổ cùng cực.
Chúa đã gọi tôi đến sống với những người không có sự gì ở thành phố Calcutta này. Cuộc tự tâm của tôi ở Darjeeling là những ngày suy nghĩ về sứ mạng ơn kêu gọi mới của tôi mà tôi đã tiếp nhận trên đường tới đây. Sau đó, về lại Calcutta, tôi quyết định thay đổi nếp sống đời tôi. Con đường dấn thân cho lòng thương xót với con người nghèo khổ cùng đinh trong xã hội Calcutta, Ấn Độ bắt đầu từ quyết định thay đổi ra đi đến với họ của mẹ Teresa. Năm 1952, mẹ Teresa mở ngôi nhà đầu tiên chăm sóc người sắp chết. Với sự hỗ trợ từ các viên chức Ấn, mẹ cho sửa một ngôi đền Ấn giáo hoang phế thành nhà Kalin Hat cho người hấp hối, một trại điều dưỡng miễn phí cho người nghèo. Sau này, mẹ đổi tên thành Kalin Hat, nhà thanh tâm Nimon Hydrate. Những người được mang đến đây được chăm sóc y tế và được chết trong nhân phẩm, được chôn cất theo niềm tin tôn giáo của họ. Người Hồi giáo được đọc kinh Quara, người Hindu được tẩy rửa bằng nước sông Hằng và người Công giáo được làm lễ sức dầu thánh. Một cái chiếc đèn, mẹ nói, cho những người từng sống kiếp thấp hèn như những con vật, nhưng chết như những thiên thần, được yêu thương và được trọng vọng. Không lâu sau đó, mẹ mở một ngôi nhà cho những người mắc bệnh hang xe, phong cùi, đặt tên là Santinaga, thành phố Hòa Bình. Dòng thiệt sai bác ái cũng thành lập một số cơ sở y tế mở rộng trên khắp Calcutta, cung cấp thuốc men, thực phẩm. Năm 1962, mẹ được chính phủ Ấn trao giải Padma Shri. Trong những thập niên kế tiếp, mẹ được trao tặng các giải thưởng lớn như giải Jawaharlal Nehru cho sự hiểu biết quốc tế năm 1872 và năm 1980 là giải thưởng dân sự cao quý nhất Ấn Độ, Bharat Ratna. Khi mẹ mất, chính phủ Ấn Độ tuyên bố quốc tang để vinh danh con người từng cứu giúp nhiều người nghèo khổ thuộc các tôn giáo khác nhau trên đất nước Ấn, và cái tên Teresa thành Calcutta trở nên bất tử không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn thế giới. Năm 1979, mẹ Teresa được trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho những hoạt động diễn ra trong sự đấu tranh vượt qua sự nghèo khó và cùng quẫn là những điều đe dọa hòa bình. Mẹ từ chối bữa tiệc mừng truyền thống và yêu cầu gửi số tiền thưởng 192.000 USD cho người nghèo ở Ấn Độ, nói rằng những phần thưởng trên thế gian chỉ có giá trị khi nào chúng giúp ích cho những người thiếu thốn trên thế giới. Khi nhận giải thưởng, mẹ đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để thăng tiến nền hòa bình thế giới? Và tự đưa ra câu trả lời, hãy về nhà và yêu chính gia đình mình. Bài đáp từ của mẹ Teresa cũng dựa trên chủ đề này. Khắp nơi trên thế giới, không chỉ ở những nước nghèo, tôi thấy xóa nghèo ở phương Tây còn khó khăn hơn. Khi tôi nhặt một người ngoài đường phố đang đói khát, tôi cho người ấy một đĩa cơm, một miếng bánh. Tôi cảm thấy hài lòng vì đã cứu đói cho người ấy. Nhưng khi một người bị gạt bỏ, cảm thấy mình sống thừa thãi, không được yêu thương, sống trong kinh hãi, có người đã bị gạt ra bên lề xã hội, sự nghèo khổ ấy là khốn khổ hơn, tôi thấy rất khó mà cứu giúp. Mẹ cũng chỉ ra rằng phá thai là kẻ hủy diệt nguy hiểm nhất cho nền hòa bình thế giới. Từ năm 1991 tới ngày 20 tháng 12 năm 1995, mẹ đã đến Việt Nam 5 lần. Lần thứ nhất
là ngày 2 tháng 9 năm 1911, mẹ Teresa đến Hà Nội gặp chính phủ Việt Nam. Lần thứ hai là ngày 5 tháng 11 năm 1993, mẹ đi từ Calcutta đến thành phố Sài Gòn. Vào tháng 4 năm 1994, mẹ sang Việt Nam lần thứ ba. Đầu tháng 9 năm 1994, là lần viếng thăm thứ tư, mẹ qua thăm các con cái của mẹ ở Hà Nội và Sài Gòn. Sau đó, mẹ Teresa gặp chính quyền về vấn đề bảo lãnh của các sơ dòng thừa sai bác ái. Lần này, mẹ ở lại Việt Nam 10 ngày. Ngày 20 tháng 12 năm 1995, mẹ và sơ Nemala lại sang Hà Nội để xin cho các sơ được gia hạn vì chính phủ Việt Nam không cho phép các sơ tiếp tục được ở lại làm thiện nguyện. Mẹ đã xin gặp chính quyền để xin cho các sơ được tiếp tục làm việc. Những ngày 20 tháng 12 năm 1995, mẹ Teresa nhận được lệnh các sơ phải rời khỏi Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1995. Mẹ Teresa rất buồn về điều ấy. Mẹ ôm các sơ và nói: chúng ta hãy nhận thánh ý Chúa, tìm hiểu thánh ý Ngài muốn chúng ta làm gì. Ước ao của mẹ Teresa là được mở nhà tại Việt Nam. Sau khi các sơ rời Việt Nam, mẹ Teresa thấy chưa được phép mở nhà tại Việt Nam, cũng như chưa bảo lãnh các chị em qua Ấn Độ, nên mẹ đã viết thư cho đức cha giám quản tông tòa địa phận Sài Gòn, đức cha Nicholas Huỳnh Văn Nghi, xin ngài cho phép các sơ được thành lập hội dòng mang tên thừa sai bác ái Chúa Kitô và sống theo hiến luật lên đạo của dòng mẹ Teresa. Đức giám quản Nicholas đã chấp nhận. Mẹ Teresa nói với các sơ: khi nào dòng mẹ được trở lại Việt Nam, nếu các con muốn sáp nhập vào dòng mẹ, dòng luôn mở rộng đón các con. Nhưng ngày 23 tháng 12 năm 1995, mẹ bị sốt nặng, phải rời Hà Nội bay sang Singapore và mẹ phải vào nằm viện. Còn các sơ bay qua Hồng Kông, và đó cũng là lần cuối mẹ đến Việt Nam. Ngay sau khi mẹ Teresa qua đời năm 1997, người ta đã bắt đầu hồ sơ phong chân phước cho mẹ. Điều lẽ ra chỉ thường tiến hành 5 năm sau ngày qua đời. Chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ trước quy luật này và phong chân phước cho mẹ sau khi nhìn nhận phép lạ mẹ đã thực hiện để chữa lành một người đàn ông Ấn Độ bị ung thư. Sau đó, sự kiện một người Brazil bị ung thư nhiều bộ phận đã khỏi bệnh kỳ diệu nhờ lời khẩn cầu của mẹ Teresa bởi cha sở của anh được xác nhận. Và vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, ngày kết thúc năm thánh lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thay mặt cho giáo hội phong thánh cho mẹ. Một vị thánh sống trong thời hiện đại đã rất gần với Việt Nam chúng ta. Chỉ tiếc là ước mơ dựng việc nhà trên đất này của mẹ hãy còn dang dở. Speaker Ngọc Trân xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.